Vâng, thiết bị y tế Hải Minh xin kính chào các anh chị tham dự chương trình học cùng chuyên gia số 11 với chủ đề phục hồi chức năng viêm quanh khớp vai. Chương trình sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Anh chị vui lòng đổi tên hiển thị gồm họ tên và tên đơn vị công tác để dễ tương tác với Hải Minh ạ. Hy vọng đường truyền của chúng ta hôm nay sẽ tốt để chương trình diễn ra thành công. Xin cảm ơn ạ. Các anh chị lưu ý là vì lý do hiện tại là đường mạng Internet ra nước ngoài chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề và tình trạng đứt cáp vẫn đang chưa được xử lý. Thế nên có thể là có khả năng, và cái hệ thống chúng ta đang dùng là hệ thống Zoom là của Mỹ. Chính vì vậy là sẽ có khả năng là một số anh chị mà ít tương tác sẽ bị đẩy ra ngoài, thì mọi người chịu khó quay trở lại phòng họp chị mọi người nhé. Thế bây giờ là bài là em quay đúng không? À, em anh đang nói ở trên đấy đi ạ. Không, anh nói micro mà, để anh tắt đi. Có được không? Nghe không? Alo. Dạ em đang nghe rõ thầy ơi. Thầy đang nói chuyện với mọi người đấy ạ. Ờ nhưng mà không nghe rất không rõ. Màn hình nhỉ? Màn hình của thầy ạ. Ờ. Dạ. Thôi không được, không có không được. Không sao cả, quan trọng là nghe là được. Không sao em ạ, nghe là được rồi. Đây hot phải Halloween chứ, phải em phải cho vào mới được chứ. Nghe được chưa?
Dạ nghe rất rõ rồi ạ. Rồi. Tôi không cần hình, có hình thì không hình được. Có 233 người này. Có rất nhiều anh chị đang chào thầy. Hả? Có rất nhiều anh chị đang chào thầy. Thì 238 người rồi đấy này. Vâng. À, 2 giờ bắt đầu nên là thường thường mọi người sẽ vào khoảng tầm 2 giờ 5, 2 giờ 10 là sẽ khá là đông đủ. Bắt đầu mọi người đang vào đấy ạ. Đây cả cô gửi chat này. Dạ, trước khi chương trình học cùng chuyên gia số 11 với chủ đề phục hồi chức năng viêm quanh khớp vai được bắt đầu, em xin phép được tắt mic của các anh chị. Và cuối buổi hội thảo ngày hôm nay thì sẽ có một trò chơi mang tên là con số may mắn với phần thưởng hấp dẫn. Hy vọng các anh chị có thể ở lại đến khi kết thúc chương trình ạ. Còn mấy phút nữa mới bắt đầu được, 302 đại biểu, tương đối nhiều đấy nhỉ? Dạ, 3 phút nữa thôi ạ. Ừ. Mình cứ đúng giờ là mình làm thôi ạ. Các anh chị nhà mình nghe rõ không ạ? Các anh chị nghe rõ vui lòng cho em xin số 1 ạ. Dạ vâng, các anh chị vẫn đang nghe rõ rồi ạ. 2 phút nữa thì chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu ạ.
Dạ vâng, chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ đang có mặt trong chương trình Học cùng chuyên gia số 11 với chủ đề Phục hồi chức năng viêm quanh khớp vai của giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Cao Minh Châu ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, em muốn gửi lời chào đến giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Cao Minh Châu cùng toàn thể các anh chị đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình ngày hôm nay có sự tham dự của ban lãnh đạo của công ty thiết bị y tế Hải Minh, anh Nguyễn Tiến Minh là giám đốc của công ty thiết bị y tế Hải Minh ạ. Giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Cao Minh Châu, nguyên phó giám đốc trung tâm phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai, nguyên trưởng khoa phục hồi chức năng Đại học Y Hà Nội, cùng toàn thể các y bác sĩ chuyên ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trên cả nước ạ. Và tiếp theo chương trình thì em xin mời anh Minh là giám đốc công ty Hải Minh có đôi lời phát biểu chia sẻ đến các anh chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời anh Minh ạ. Lời đầu tiên, thay mặt thiết bị y tế Hải Minh, Minh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh các chị đã dành thời gian để tham dự chương trình Học cùng chuyên gia ngày hôm nay. Thay mặt cho các anh chị trong nhóm Học cùng chuyên gia và công ty Hải Minh, xin gửi lời cảm ơn đến giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Cao Minh Châu, nguyên phó giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai, trưởng bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội, giảng viên cao cấp Bộ môn Phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội đã nhận lời tham dự chương trình. Thiết bị y tế Hải Minh thành lập từ những ngày đầu của năm 2010, trải qua hơn 11 năm phát triển, chúng tôi đã thực hiện và đang phục vụ hơn 8.000 khách hàng từ Bắc vào Nam qua 3 chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, với hơn 1.000 sản phẩm chuyên dụng trong vật lý trị liệu và phục hồi chức năng được đưa đến các cơ sở y tế hàng năm. Hiện tại Hải Minh đang là đại diện độc quyền của gần 30 hãng sản xuất với hơn 600 danh mục sản phẩm khác nhau và đang là công ty có đội ngũ nhân sự lớn nhất, doanh số 5 thuộc top đầu của ngành. Hệ sinh thái của Hải Minh hoàn chỉnh từ tổng thể cung ứng, giải pháp thiết bị, chuyển giao công nghệ, ứng dụng thực tế điều trị tại phòng khám WinMedic, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyên môn, giải pháp kết nối chuyên gia với các cơ sở y tế. Học cùng chuyên gia là chuỗi chương trình được tổ chức thường xuyên tại các tỉnh thành trên cả nước của công ty thiết bị y tế Hải Minh với mục đích gắn kết nhân viên y tế nhằm xây dựng một cộng đồng chuyên gia trong lĩnh vực vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Chương trình Học cùng chuyên gia đã được Hải Minh tổ chức tại rất nhiều tỉnh thành từ trước dịch COVID-19. Hiện nay do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên Hải Minh đã chuyển sang cái hình thức hội thảo online và vinh dự nhận được sự ủng hộ của các anh các chị. Cụ thể số 10 được tổ chức với hơn 700 thành viên tham gia. Hy vọng trong tương lai khi mà chúng ta đẩy lùi được dịch bệnh, thiết bị y tế Hải Minh sẽ tiếp tục hành trình đến các tỉnh thành để tổ chức chương trình Học cùng chuyên gia, giúp các anh chị có cơ hội trao đổi trực tiếp với giảng viên của chương trình. Với lượng hội viên trên các kênh truyền thông của Hải Minh hiện tại đang có trên 5.300 thành viên là các chuyên gia cao cấp, bác sĩ, kỹ thuật viên về vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đặc biệt chúng tôi có trên 2.000 thành viên trên app ứng dụng điện thoại VeriHub. Hải Minh tin tưởng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối cho các anh các chị hội viên được tiếp cận nhanh nhất với những kiến thức bổ ích quý báu từ các chuyên gia đầu ngành, góp phần vào sự phát triển không ngừng của ngành vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tại Việt Nam. Mình cũng mong muốn nhận được sự giúp đỡ của anh chị tham gia buổi học ngày hôm nay trong việc truyền thông cũng như cung cấp thông tin đến những anh chị còn chưa biết đến chuỗi chương trình Học cùng chuyên gia của Hải Minh để mọi người cùng được học tập cũng như là nâng cao kiến thức. Thông tin về chương trình Học cùng chuyên gia được đăng tải trên các kênh truyền thông của Hải Minh như fanpage Hải Minh TC.vn, website thiết bị y tế Hải Minh, nhóm Facebook Học cùng chuyên gia vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, ứng dụng VeriHub cài đặt trên điện thoại và nhóm Zalo Học cùng chuyên gia. Các anh chị có thể theo dõi và cập nhật thông tin đến các số tiếp theo cũng như là thành viên trúng thưởng thực hiện các bài kiểm tra sau khóa học và trao đổi chuyên môn liên quan đến lĩnh vực vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Xin chúc cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Trong quá trình tham dự, nếu có điều gì khiến cho anh chị chưa hài lòng về công tác tổ chức, anh chị cũng có thể đóng góp cho Hải Minh thông qua các kênh truyền thông kể trên. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao chất lượng cho các số tiếp theo dựa trên những đóng góp của anh các chị. Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các anh các chị và cảm ơn giảng viên của chúng ta ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Cao Minh Châu. Dạ vâng, rất cảm ơn lời chia sẻ vừa rồi của anh Minh ạ. Và sau đây là nội dung chính của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Em xin mời giáo sư tiến sĩ giảng viên cao cấp Cao Minh Châu sẽ tiếp tục điều hành của chương trình ạ. Em xin mời giảng viên Cao Minh Châu ạ. Vâng, xin chào tất cả các em, chào tất cả các bác sĩ. Các bác sĩ có nghe được tiếng nói của tôi không ạ? Anh chị nhà mình nghe rõ thì vui lòng ấn số 1 giúp em ạ, để thầy biết là anh chị vẫn đang nghe rõ ạ. Mọi người nghe rõ cả đúng không ạ? Rồi, thế được rồi. Vâng. Mọi người nghe rõ, rồi. Thầy có thể điều hành chương trình ạ. Vâng. Xin mời thầy ạ. Thế bây giờ hôm nay thì chúng ta nói một cái chủ đề gọi là viêm quanh khớp vai. Cái chủ đề này thì chẩn đoán đối với các bác sĩ cũng không khó lắm. Đó, nhưng mà chẩn đoán nguyên nhân và điều trị cũng tương đối khó. Đấy, điều trị cho nó dứt điểm, cho nó khỏi hẳn.
thì không phải là chuyện dễ. Đúng rồi. Các em muốn nghe được nhỉ? Nghe Hằng có nghe được không? Em nghe rõ. Thế tốt rồi, các bạn khác cũng nghe được thôi. Đấy, thì cho nên là để nói các bạn, hôm nay thì thực ra thì chỉ nói một chuyên đề về viêm quanh khớp vai. Tuy nhiên thì có những cái vấn đề mà liên quan xung quanh khớp vai ấy, thì tôi cũng nói luôn với các bạn. Chúng ta sẽ nói trong vòng khoảng hơn một tiếng. Sau đó thì các bạn sẽ đặt câu hỏi, hoặc là chúng ta khắp cả nước ai có những kinh nghiệm tốt hơn thì chúng ta, hoặc là những cái kinh nghiệm quý báu chúng ta sẽ chia sẻ để các bạn đồng nghiệp chúng ta cùng học. Thực ra hôm nay không phải là buổi giảng, mà hôm nay chúng ta là một buổi gọi là hội thảo, một chuyên đề liên quan đến khớp vai. Đầu tiên xin phép được các bạn nói cái chủ đề đầu tiên, đấy là viêm quanh khớp vai. Viêm quanh khớp vai, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, viêm quanh khớp vai là viêm tổ chức mềm xung quanh khớp vai. Các em nhớ cho, viêm tổ chức mềm xung quanh khớp vai. Tổ chức mềm bao gồm gì? Bên ngoài là da, tiếp đến là cơ, rồi dây chằng, bên trong nữa là bao khớp, trong nữa là các dây chằng đó, tất cả, rồi thậm chí cả bao hoạt dịch. Tất cả những cái gì mà chúng ta sờ vào mềm, nó nhung nhung như thế gọi là tổ chức mềm. Được chưa? Nó không phải là tổ chức cứng, bởi vì nó loại trừ là xương và sụn. Xương và sụn là tổ chức cứng. Đấy, cho nên chúng ta phải nhớ điểm cho, có một câu hỏi là viêm tổ chức mềm là gì, thì các bạn sẽ trả lời là tổ chức mềm là những cái phần nào. Được chưa? Tỷ lệ nói chung là thường gặp tại cộng đồng trong cuộc đời ai bị đau một hai lần cả. Nếu mà điều tra mà từ nặng đến nhẹ, chưa có một cái điều tra nào chính thức cả. Tuy nhiên thì là trong cuộc đời ai cũng có thể bị một hai lần bị viêm quanh khớp vai cả, hoặc là bị đau ở vùng vai. Đặc biệt là những người mà từ 40 tuổi trở lên, gọi là thoái hóa cột sống cổ, hoặc là thoái hóa khớp vai, thoái hóa xương khớp thì đều có gặp cả. Không nói 100%, nhưng phải là 70-80% là đều, cho nên người ta không có con số chính xác thế, nhưng mà chắc chắn là rất nhiều. Có đúng không? Cái tỷ lệ viêm quanh khớp vai là rất nhiều. Nguyên nhân các em biết chẩn đoán thì không khó, nhưng mà cái chẩn đoán, cái nguyên nhân của nó cũng tương đối phức tạp. Bởi vì sao? Bởi vì cái vùng khớp vai là một cái vùng mà rất là phức tạp. Nó tạo nên 50 khớp nó tạo thành. Đó là, riêng mỗi khớp đã có những cái phức tạp riêng. Và các em biết là nó gần đám rối cổ, nó gần đám rối ở nách, đó là, rồi đám rối ở ngực. Cho nên là, và có nhiều hạch giao cảm. Đó, vì thế nên có một nguyên nhân nào ở trong lồng ngực, như là phổi, như là tim, hoặc là chúng ta gọi là trung thất, thì đều biểu hiện ra phía bên ngoài vai tay cả. Cho nên đứng trước một kỳ triệu chứng hội chứng vai tay, đau khớp vai, đau ở trên vai lan xuống, thì các em cũng có thể chẩn đoán ngay là có thể hội chứng vai tay do thoái hóa, hay là chúng ta khám kỳ chúng ta nói là viêm quanh khớp vai. Nhưng mà cũng đừng bao giờ quên một cái nguyên nhân nào đấy ở trong phổi, trong trung thất, nó cũng có thể bị, cho nên các em phải ghi điền tim, đó là ghi điền tâm đồ để xem thử nó có vấn đề gì về về tim không, chụp phổi. Đấy là những cái xét nghiệm cơ bản. Đó, ngày bây giờ là rất hiện đại rồi, chụp những CT, những cộng hưởng từ hạt nhân, MRI. Nhưng mà những cái đơn giản nhất, rẻ tiền nhất, đó là mà ai mà thực hiện được đấy là ghi điền tâm đồ và chụp X-quang tim phổi. Đó. Cho nên là các em thấy là cái một kỳ những cái triệu chứng thì đúng là nó dễ chúng ta dễ chẩn đoán, nhưng mà nguyên nhân của nó tại như thế nào thì chúng ta cũng cần phải xem xét. Em cho cái slide tiếp. Chúng ta thấy có 5 cái khớp vai. 5 cái khớp nó hợp thành, đây là một khớp mà thế nào gọi là khớp nhỉ? Khớp tức là chỗ nối của hai đầu xương. Chỗ nối của hai đầu xương thì gọi là khớp. Những cái gì mà nó liên quan đến cơ thể giải phẫu cho phép thì chúng ta gọi là khớp bình thường hay là khớp giải phẫu. Nếu mà không may bị chấn thương, bị tai nạn, bị ô tô, bị ngã, xong đó xương nó gãy đôi ra. Đó. Và lúc đó nếu mà chúng ta
chưa bó bột kịp, chưa điều trị kịp và nó cứ nó mãi nó không liền, thì chỗ đấy chúng ta gọi là khớp giả. Khớp giả là vì nó không thật. Không thật là vì trong giải phẫu, trong con người sinh ra nó không có chỗ đấy, cho nên chúng ta gọi là khớp giả. Nó không là chỗ nối của hai đầu xương, nhưng mà nó không phải có, bởi vì tất cả mọi người sinh ra nó không có cái khớp đấy, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói khớp thật thôi, tức là cái chỗ nối của hai đầu xương do giải phẫu cho phép đó. Và chúng ta thấy cái khớp thứ nhất ở trong cái phức hợp của khớp vai là bao gồm có cái hòm, đây là cái khớp giữa xương đầu xương cánh tay và hòm khớp của xương bả vai, có đúng không ạ? Đấy, xương cánh tay thì một cái xương nó có đầu gọi là hình cầu. Đó, nó vào trong cái ổ tròn như vậy và nó quay được. Cái khớp này nó quay cái tầm hoạt động của nó rất lớn. Nếu mà chúng ta lấy một cái quả cầu to bằng con người chẳng hạn, thì như thế là chúng ta thấy là ôm với cả được quả cầu luôn từ cái phía đối diện thôi. Có đúng không? Như thế là. Nhưng mà vì thế cho nên chúng ta đo bằng cách nào được? Rõ ràng khi đo mà trong chuyên ngành phục hồi chức năng và trong cái chuyên ngành khớp, rõ ràng các em đo phải dựa theo ba mặt phẳng. Mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng trán, mặt phẳng thứ hai là mặt phẳng dọc, tức là mặt phẳng mà cắt nửa cơ thể ra hai nửa, bên phải bên trái, và cái mặt phẳng thứ ba là mặt phẳng ngang, nó cắt cơ thể ra nửa trên và nửa dưới. Còn mặt phẳng dọc nó đo song song với mặt phẳng trán. Như thế chúng ta đo được dạng quay rồi là các cái động tác gập ườn ngửa, đúng không? Xoay. Đây là cái khớp thứ nhất, là khớp gọi là khớp xương cánh tay, chòm xương cánh tay và hòm xương bả vai. Khớp thứ hai này là khớp mòm cùng cánh tay. Đấy, bởi vì cái cánh tay nó lên, chúng ta thấy là trên chỗ xương bả vai nó có cái mòm cùng nó lồi ra và nó tiếp giáp với cái đầu xương cánh tay, như thế là tạo nên một khớp. Cái khớp thứ ba này là khớp giữa xương cùng và xương đòn. Đấy, xương đòn nó dài, chúng ta có thể sờ được nó, cái hình chữ S ở dưới. Ở dưới mà chúng ta ai có thể sờ được cái xương đòn đấy đó. Nó hình chữ S nhưng mà S không phải S cong quá, S vừa thôi đó. Thế thì nó nối cùng với cái xương cùng, thì như thế tạo ra một khớp. Và một cái khớp nữa mà nó nằm trong cái phức hợp của cái xương bả vai, đấy là xương ức đòn. Cái khớp này rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị, chỉ cần mà cử động mạnh, đặc biệt là các cháu mà chúng ta kéo tay kéo mạnh một cái là cái xương đòn này, cái xương ức này ấy, là có thể nó bị viêm rồi. Các cụ mà từ 60 tuổi trở lên hay viêm khớp ức đòn, có đó, và viêm khớp sụn sườn, đau nhiều đó, và nhiều khi thấy tức tức ở giữa ngực ấy, rồi là nhiều bạn cứ nghĩ cho mà là chẩn đoán là bị bệnh ở tim đó. Vì vậy cho nên là làm điện tâm đồ rồi cho bao nhiêu thuốc tim mạch mà lại không được. Đó. Cho nên là các em thấy là chúng ta phải chẩn đoán rất là thận trọng. Một cái khớp cuối cùng nữa mà nó, vì theo định nghĩa là cái chỗ tiếp giáp của hai đầu xương, thế thì cái xương bả vai nó phía đằng sau ấy, tất nhiên là nó có những cơ, nhưng mà có những chỗ là nó sát với cả cái xương sườn ở phía sau lồng ngực luôn, cho nên người ta vẫn tính nó là một khớp gọi là xương bả lồng ngực. Đó, cho nên là các em thấy là một cái phức hợp của cái xương vai, khớp vai bao gồm nó có 5 khớp nó hợp thành như vậy, đúng chưa? Đó, cho nên các bạn đừng có quên, chúng ta có thể nhớ ngay được, không cần phải học nhiều.